Sau khi khoe con gái giấu kín 10 năm, Phương Thanh đã xuất hiện bất ngờ với gia đình nhỏ. Chiều ngày 28 tháng 6, Phương Thanh đã chính thức giới thiệu phim ngắn Buông tay đi tại thành phố Hồ Chí Minh. Buông tay đi là một ca khúc nhạc sĩ Dương Khắc Linh viết cách đây 2 năm cho Phương Thanh, đã được nữ ca sĩ xây dựng thành phim ngắn, nói về nạn bạo hành gia đình. Phim do đạo diễn Hùng Phương, Huân Nguyễn thực hiện. Trong phim, Phương Thanh vào vai người vợ Trương Thanh Long, một người phụ nữ luôn phải hứng chịu những trận đòn vô cớ từ thói ghen tuông, hằn học của người chồng Vũ Phu. Xuyên suốt trong hơn 7 phút, khán giả phải chứng kiến không biết bao nhiêu lần Trương Thanh Long thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người vợ của mình trước mặt con nhỏ. Cùng với nỗi đau về thể xác là sự hoảng loạn, bế tắc và sợ hãi của người vợ mỗi khi gặp chồng mình. Diễn xuất nhập tâm của Phương Thanh, Trương Thanh Long, bé Gia Bảo khiến những người có mặt tại rạp phim không kìm được nước mắt. Bi kịch trong phim ngắn cũng đang là vấn đề nhức nhối của xã hội Á Đông hiện nay. Phương Thanh hy vọng qua bộ phim ngắn được ra mắt vào đúng ngày gia đình Việt Nam sẽ là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội, nhất là những bạn trẻ sắp lập gia đình. Phương Thanh đã liều mạng, tự đóng những cảnh quay nguy hiểm như bị đụng xe hay nhảy cầu. Để có được những cảnh quay chân thật nhất, Phương Thanh đã phải chịu áp lực của dây treo giữa không trung và phải nhảy cầu rất nhiều lần mới được đạo diễn gật đầu. Ngoài ra, cô còn bị Trương Thanh Long tát rất nhiều lần đến nỗi đau rát đỏ bừng mặt vì đạo diễn bắt buộc hai người phải diễn như đời sống thật sự. Sau dự án Buông tay đi, Phương Thanh sẽ tiếp tục cho ra mắt 2 dự án phim ngắn về đề tài xã hội. Song song đó, chị cũng ấp ủ làm một đêm nhạc để thỏa sức hát lại tất cả những bài hit đình đám một thời của mình vào dịp cuối năm.